đừng đổ lỗi cho thị trường, đừng đổ lỗi cho sự khốc liệt của thị trường tài chính. Hãy đổ lỗi cho chính mình, bởi vì thị trường luôn luôn tạo ra những cơ hội, hay có thể nói là luôn tử tế cho những người dám đưa ra quyết định dứt khoát trong những thời điểm rủi ro tiềm ẩn ở phía trước. Đây sẽ là cảnh báo rủi ro thứ 3 mà kênh Kinh tế và Cuộc sống phát đi. Tôi là Thắng, xin chào anh chị và các bạn. Tuy vậy thì cảnh báo thứ 3 đã được lên lịch kế hoạch trước vào ngày 16 tháng 6 năm 2020. Và buổi sáng ngày hôm nay, hiện nay đang là 9 giờ 52 phút AM ngày 15 tháng 6 năm 2020. Và chỉ số chứng khoán Việt Nam hiện nay thì đang giảm khoảng 8,23 điểm, tương đương với cái mức giảm là 0,95%. Tại sao cảnh báo của ngày mai mà hôm nay Thắng lại đã làm rồi? Và liệu Thắng có quá tự tin với cái câu chuyện đưa ra những cái dự báo ngắn hạn hay không? Thưa anh chị và các bạn, là chúng ta không quá tự tin vào bất kỳ một vấn đề nào cả. Chúng ta lên kế hoạch và quan sát thị trường để chờ những cái trả về của thị trường, những cái thông tin của thị trường trả về, những kết quả giao dịch của thị trường trả về, và chúng ta ra quyết định cho phù hợp. Những thứ ở góc độ cá nhân của một cộng đồng lớn, Thắng đưa ra cảm nhận, đưa ra nhận xét, phân tích cũng như là những dự báo giúp anh chị và các bạn có định hướng cụ thể hơn trong quá trình giao dịch, và chúng ta cùng nhau chờ các tín hiệu thị trường để chúng ta đưa ra quyết định phù hợp. Chia sẻ trong buổi cảnh báo thứ 3 của kênh Kinh tế và Cuộc sống, rủi ro đang rất lớn và chúng ta cần phải đề phòng. Tuy vậy thì thị trường luôn luôn rất tử tế. Tại sao chúng tôi lại nói về câu chuyện thị trường rất tử tế? Là bởi vì trong những cái đợt hồi phục, trong những cái đợt gọi là thị trường sau một đợt giảm mạnh trước đó, hồi phục cũng rất là mạnh, thì nó sẽ không tạo ra, hay có thể nói cách khác là nó sẽ không ngay lập tức giảm điểm, mà nó sẽ tạo ra một vùng nền phân phối. Chúng ta sẽ nhìn thấy 5 phiên, 6 phiên, thậm chí tới cả 10 phiên, thị trường sẽ dịch chuyển trong một cái biên độ đâu đó khoảng tầm 20 tới 25 điểm. Và biên độ này sẽ được dịch chuyển giao dịch liên tục trong khoảng một khoảng thời gian với khối lượng và thanh khoản giá trị giao dịch cao. Thị trường sẽ trồi sụt, tăng giảm liên tục như vậy để tạo ra vùng phân phối. Chúng ta sẽ nhìn thị trường, quan sát thị trường và để ý tới khối lượng giao dịch, tới giá trị giao dịch. Những phiên hồi phục, những phiên gọi là co giật là cơ hội rất rõ nét cho những ai, những anh chị, những các bạn nào đã tham gia thị trường từ những giai đoạn đầu cuối tháng 3, đầu tháng 4, và những người nào đã có kết quả giao dịch tốt, tích cực cũng cần phải cân nhắc, đánh giá có nên rút khỏi thị trường trong một khoảng thời gian hay không. Những anh chị và các bạn nào ít may mắn hơn vào thị trường trong những ngày gần đây thì cũng không cần phải quá hoang mang. Như những cái cảnh báo của rủi ro, cảnh báo số 2, Thắng đã nói về cái câu chuyện đó chính là hãy bình tĩnh. Và cái việc bình tĩnh đó nó đã đem lại cho anh chị và các bạn một chút thời gian để quan sát và đánh giá thị trường. Như phiên giao dịch ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy được cái câu chuyện thị trường sẽ test cung, test cầu, trồi sụt, tăng lên, giảm xuống. Và cái việc đó nó sẽ diễn ra vài ngày trước khi thị trường thực sự bước vào một đợt suy giảm mạnh hơn, sâu hơn, kết hợp với những thông tin và kết hợp với thị trường tài chính quốc tế có và sẽ diễn ra những cái việc kiểu như là sẽ giảm điểm mạnh song trùng với thị trường chứng khoán Việt Nam. Đôi lúc chúng tôi Thắng quan sát kỹ thì thấy rằng thị trường của chúng ta trong những khoảng thời gian gần đây đôi lúc là chỉ báo cho các chỉ số khác trên toàn cầu.
Lý do không phải là vì chúng ta là gì đó ghê gớm để là chỉ báo. Lý do là thị trường châu Á là một trong những thị trường mở cửa sớm nhất. Do đó thì thị trường của chúng ta sẽ đi trước, sẽ dịch chuyển trước. Mặc dù thông tin nó chưa hiển thị, hoặc thị trường chứng khoán Mỹ nó cũng chưa thực sự giao dịch, nhưng chúng ta thường hay giao dịch trước, nên chúng ta có những cái số liệu trước, có những cảnh báo trước, và thị trường của chúng ta giảm trước. Lấy ví dụ như đợt vừa rồi, thị trường giảm 32 điểm thì trong tối hôm đó chứng khoán Mỹ mới giảm 1.800 điểm. Và thị trường của chúng ta thì như anh chị và các bạn đã biết, từ phiên giảm 32 điểm tới nay thì thị trường không giảm ngay và có những cái đợt hồi phục, Nếu như dự báo không nhầm thì ngày mai 16 tháng 6 chính là ngày có cái cảnh báo này, thì thị trường sẽ có một cái đợt tăng trở lại. Đây là cơ hội rất tốt cho anh chị và các bạn nào nếu muốn dừng cuộc chơi hoặc là tạm thời gọi là chốt lỗ, hoặc là tạm thời là chốt lãi, cắt lỗ hoặc chốt lãi, thì chúng ta hoàn toàn có thể xem xét. Một câu nói mà Thắng khá là yêu thích trong cái giới gọi là cờ bạc bịp, tức là giới đánh bài bạc cờ bạc, nó hay có câu nói tức là gà già, bịp già, hay là gà già hay là bạc già không bằng gà son, tức là không bằng những người mới mà đỏ là gà son. Gà son thì không bằng ăn non mà đi về. Bạc già không bằng gà son, gà son không bằng ăn non đi về. Rất nhiều tay tà lanh trong cái câu chuyện giao dịch trên gọi là đánh bạc, đánh cờ bạc, luôn có một cái giải pháp, tức là cái lúc nào mà lời nhất thì đi vệ sinh, sau đó nhá máy cho vợ và nhắn tin rằng là hãy gọi anh liên tục để anh về. Và khi đó thì rời khỏi cái sới bạc bằng việc ăn non vì lý do chính đáng là con bị ốm hay là gì gì đấy, và đi về thì là ăn. Còn nếu ngồi đến tận sáng ngày hôm sau hoặc là vài ngày sau thì người ta gọi là cờ bạc ăn nhau về sáng, thì rất khó có thể kiếm được lời. Thì nói thẳng ra là cái đợt hồi phục vừa qua nó vô căn cứ, nó trả theo kinh tế, không theo thị trường. Và như vậy thì anh chị và các bạn có thể coi là đó là một đợt đầu cơ đúng nghĩa. Và đợt đầu cơ thì cách tốt nhất để có thể giữ được lợi nhuận của mình, đó là ăn non và rút khỏi thị trường. Thị trường tử tế, VN Index luôn tử tế, lịch sử đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu anh chị và các bạn chịu khó dành thời gian xem lại cái giai đoạn khoảng đâu đó từ ngày mùng 10 tháng 10 năm 2009 tới ngày 23 tháng 10 năm 2009, chúng ta sẽ có thấy được những thứ mà nó đang diễn ra trong những ngày gần đây. Có những phiên giao dịch tăng giảm bất thường và có những khối lượng giao dịch đột biến nhiều nhất trong lịch sử, chưa bao giờ có. Và chúng ta đã chứng kiến một phần trong những cái mà thị trường đang lặp lại. Do đó thì chúng ta nghĩ rằng là những cái đợt hồi phục như vậy là một cái gì đó theo kiểu như là sắp tới nó sẽ tăng rất là mạnh, nó sẽ vượt qua cái vùng 900. Thắng đã từng chia sẻ trên cái nhóm và trên cái fanpage Kinh tế và Cuộc sống trên Facebook về những cái con số. Thắng đã để lại các con số liên quan tới 900 bao nhiêu ạ? 836 bao nhiêu ạ? 572 triệu cổ phần và 7.800 tỷ. Và rất nhiều các con số anh chị và bạn đã nhìn thấy trên cái nhóm của chúng ta. Anh chị nào chưa tham gia cái nhóm Kinh tế và Cuộc sống thì vui lòng lên Facebook search để tham gia. Thì anh chị và các bạn thấy rằng Thắng đã điểm qua những cái cột mốc, Thắng đã điểm qua những cái dấu ấn để anh chị và các bạn cùng quan sát, để xem thị trường có vượt qua những cái cột mốc và dấu ấn đó không, có tạo nên những cái lịch sử mới hay không. Và nếu không thì đó sẽ cho thấy là những tín hiệu ban đầu, và đó là những cảnh báo lần 1, lần 2, lần 3. Rất có thể Thắng sẽ đưa cảnh báo này sớm trước khi mà thị trường mở cửa vào phiên ngày 16 tháng 6 để anh chị và bạn có góc nhìn cụ thể hơn, có một góc nhìn tốt hơn để có thể giao dịch tốt hơn. Thì Thắng sẽ đăng vào khoảng tầm buổi chiều ngày hôm nay 15 tháng 6 để anh chị và bạn cùng quan sát. Tuy vậy thì chúng ta nhắc đi nhắc lại cái tựa đề của video ngày hôm nay, đó chính là thị trường luôn rất tử tế.
Mỗi cái đợt tử tế như vậy nó sẽ giúp cho anh chị và các bạn gọi là có cơ hội để hiện thực hóa lợi nhuận, để gọi là chốt lỗ hoặc là chốt lời rút khỏi thị trường, để có thể ăn non để đi về. Và khi nó tử tế như vậy thì chúng ta cũng cần nên tận dụng những cơ hội như thế để chúng ta làm những cái điều mà chúng ta đã kế hoạch từ trước. Đừng để cái tình trạng là chúng ta không muốn hoặc là cố tình bị ép bán hoặc là bị một cái vấn đề gì đó về tâm lý, rồi chúng ta bán thoát ra khỏi thị trường theo kiểu tức là bị áp đặt hoặc là bị gọi là bị theo cái tình trạng tức là chúng ta không chủ động trong các cái giao dịch của mình. Trong cái giai đoạn cảnh báo rủi ro lần 1, lần 2, lần 3 và rất có thể sẽ có cảnh báo rủi ro lần 4, lần 5 nếu như thị trường vẫn đi đủ cái số lượng ngày mà tháng dự báo là bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng 6 tới ngày 18 tháng 6 thì chúng ta sẽ có cảnh báo lần 4. Nhưng mà Thắng nghĩ rằng là những cảnh báo cuối sau này thì nó sẽ nhạt màu hơn, nó phai màu hơn, là bởi vì cái giá trị của những cảnh báo lần 1, lần 2, lần 3 giúp cho anh chị và các bạn nhiều hơn trong cái việc ra quyết định đầu tư, và giúp cho anh chị và các bạn nhiều hơn trong cái việc góc nhìn, tham khảo một cái góc nhìn trung lập trên thị trường. Và nhớ cho Thắng rằng ngày 20 tháng 6 này là ngày đáo hạn phái sinh, sau đó cái câu chuyện trồi sụt của thị trường trong cái ngày 19 và ngày 20 sẽ là rất lớn. Anh chị và các bạn cũng cần quan sát thận trọng, thật là quan sát rất thận trọng những câu chuyện này. Nếu như anh chị và các bạn đã nghe cảnh báo lần 1, cảnh báo lần 2, cảnh báo lần 3 đem lại cho anh chị và các bạn những cái sự hữu ích nhất định, cũng như là giúp ích cho anh chị và các bạn tối đa hóa được lợi nhuận, giảm thiểu tối đa được rủi ro, thì đừng quên ủng hộ nhóm của chúng tôi, Kinh tế và Cuộc sống, nhóm của chúng ta, để chúng ta có càng ngày càng có những cái nhận định, những cái chia sẻ, những góc nhìn tốt hơn, tích cực hơn và hữu ích hơn cho cái việc đầu tư, bằng việc mời Thắng một ly cà phê, một ly bia, chuyển khoản qua số tài khoản 31012000046489, ngân hàng BIDV chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Thắng sẽ để trên màn hình cho anh chị và các bạn dễ để mời Thắng một ly cà phê, tiện cho cái câu chuyện chúng ta trao đổi sau này, cũng như là ủng hộ cộng đồng ngày một phát triển hơn, giúp ích được nhiều người hơn, kể cả về những cái dự báo tham khảo và kể cả những cái kiến thức trong quá trình tham gia đầu tư. Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Nếu không làm được việc mời cà phê, đừng quên để lại cho Thắng một chiếc like, chia sẻ video này, cũng như là đừng quên đăng ký kênh để có thể cập nhật được nhiều hơn những video hữu ích trong thời gian sắp tới. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những cái chương trình cập nhật thông tin và những cái chương trình gọi là